Liên đoàn bóng đá Indonesia không cản huấn luyện viên Shin Tae-yong tới Việt Nam. Keisuke Honda hứa từ chức nếu như không giúp Campuchia xoán ngôi Việt Nam. VFF báo tin cực vui về VAR tại mùa giải V-League. Tuyển Việt Nam phải quen dần với việc không có Quang Hải. Liên đoàn bóng đá Indonesia không cản huấn luyện viên Shin Tae-yong tới Việt Nam. Tổng thư ký của PSSI, ông Jonas Nersi đã tuyên bố muốn để huấn luyện viên Shin Tae-yong tự quyết định tương lai của bản thân. Sau khi huấn luyện viên Park Hang-seo tuyên bố chia tay đội tuyển Việt Nam sau AFF Cup 2022, thì huấn luyện viên Shin Tae-yong được cho là có khả năng sẽ trở thành tân thuyền trưởng của tuyển Việt Nam khi đáp ứng đủ các tiêu chí của VFF và cũng sắp hết hợp đồng với bóng đá Indonesia. Vừa qua thì chính Shin Tae-yong đã đăng đàn công khai ủng hộ chủ tịch PSSI và khẳng định ông sẵn sàng từ chức nếu như ông Irawan bị đá bay khỏi chiếc ghế chủ tịch của PSSI. Rất nhiều cổ động viên Indonesia tỏ ra lo lắng về viễn cảnh huấn luyện viên trưởng Shin Tae-yong tới Việt Nam làm việc thay cho ông Park Hang-seo, người được cho là sắp chuyển sang làm công tác đào tạo trẻ sau khi giải nghệ. Về vấn đề này, mới đây tổng thư ký PSSI, ông Jonas Nersi tuyên bố trên Instagram: "Chúng tôi chưa biết điều đó là việc ông Shin được liên hệ với chiếc ghế huấn luyện viên tại đội tuyển Việt Nam. Nhưng chúng tôi sẽ để Shin Tae-yong toàn quyền quyết định chuyện đi hay ở của ông ấy. Chúng tôi sẽ không can thiệp vào sự lựa chọn của ông ấy." Động thái này không khác nào liên đoàn bóng đá Indonesia không khác nào tạo điều kiện để ông Shin Tae-yong tới dẫn dắt đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới cả. Sau khi giúp cho U20 Indonesia vượt mặt Việt Nam để giành được ngôi nhất bảng F tại vòng loại bảng U20 châu Á 2023 vừa khiến cho đội tuyển quốc gia Curacao phải ôm hận. Trong hai trận đấu thuộc khuôn khổ đợt tập trung mới đây, ông Shin Tae-yong đã được rất nhiều cổ động viên xứ vạn đảo ca ngợi. Cũng sau là trận giao hữu vừa qua, đội tuyển Indonesia đã được cộng tới 14,71 điểm trên bảng xếp hạng FIFA. Qua đó, họ tăng 3 bậc để vươn lên vị trí 152. Riêng với ông Shin Tae-yong, ông sẽ không dẫn dắt U23 Indonesia dự SEA Games 32 sắp tới. Theo đó, vị huấn luyện viên này sẽ tập trung công việc vào đội tuyển quốc gia và U20. Nhiệm vụ của ông sẽ là giúp cho bóng đá Indonesia tạo được dấu ấn tại Asian Cup 2023 và đặc biệt là World Cup U20 diễn ra trên sân nhà. Theo xác nhận của chiến lược gia 51 tuổi, ông vẫn chưa nhận được có liên lạc với liên đoàn bóng đá Indonesia về giao kèo mới. Thì thật mà nói, tôi chưa bao giờ đàm phán về việc gia hạn hợp đồng với PSSI. Vấn đề là hợp đồng hiện tại vẫn còn thời hạn đến tháng 12 năm 2023. Và tôi cho rằng đây không phải là giai đoạn mà mọi người phải nói về việc gia hạn hợp đồng hay không, thuyền trưởng của đội tuyển Indonesia chia sẻ với tờ Bola. Keisuke Honda hứa từ chức nếu như không giúp được Campuchia xoán ngôi của Việt Nam. Bất chấp thực tế là Campuchia chưa bao giờ vào đến chung kết SEA Games, huấn luyện viên Keisuke Honda vẫn tuyên bố sẽ giúp đội U23 nước này lên ngôi tại kỳ đại hội lần thứ 32 tổ chức tại Phnom Penh. "Tôi sẽ nỗ lực hết sức mình để giúp cho U23 Campuchia giành huy chương vàng SEA Games 32, ông Keisuke Honda nói trong cuộc phỏng vấn với tờ Khmer Times. "Nó có ý nghĩa rất lớn với đất nước Campuchia cũng như là tương lai của tôi. Nếu như không đạt được mục tiêu đó, tôi sẵn sàng rời khỏi cương vị huấn luyện viên trưởng." SEA Games 32 là lần đầu tiên mà Campuchia đăng cai Đại hội Thể thao Đông Nam Á. Nó giống như là các quốc gia khác trong khu vực. Tấm huy chương vàng bóng đá rất quan trọng và đặc biệt với một đất nước chưa bao giờ đăng cai như Campuchia. Thậm chí họ là một trong 4 quốc gia cùng với Brunei, Timor-Leste và Philippines chưa bao giờ lọt top 3 đội đạt huy chương. Trong lịch sử tham dự SEA Games, thành tích tốt nhất của Campuchia đó là vào đến bán kết năm 2019. Kỳ đại hội đó, họ may mắn rơi vào bảng đấu không có Thái Lan, Việt Nam, Singapore và Indonesia. Sau đó lọt vào vòng trong với 7 điểm. Tại bán kết, Campuchia nhận thất bại nặng nề 0-4 trước Việt Nam. Ở trận tranh huy chương đồng, Campuchia chơi đầy nỗ lực, hòa 2 đều sau 2 hiệp chính nhưng không thể đánh bại Myanmar trên chấm luân lưu. Campuchia là đội bóng khởi nghiệp huấn luyện viên của Honda, người từng 98 lần khoác áo đội tuyển Nhật Bản và ghi được 37 bàn. Dưới sự dẫn dắt của Honda, kể từ tháng 8 năm 2018 đến nay, Campuchia đã có những bước tiến đáng kể. Ngoài việc lần đầu tiên vừa qua vòng bảng SEA Games, họ cũng lần đầu kiếm được điểm số ở vòng loại thứ 2 World Cup. Mặc dù vậy, có vẻ Honda tự làm khó mình khi đặt mục tiêu giành huy chương vàng SEA Games. Giải đấu đang bị thống trị bởi Việt Nam với 2 lần vô địch liên tiếp. Ngoài ra Thái Lan, Malaysia và cả Indonesia đều khát khao đăng quang. Tại kỳ SEA Games 31 vừa qua, Campuchia bị loại ngay sau vòng đấu bảng với chỉ 4 điểm kiếm được. VFF báo tin cực vui về VAR tại mùa giải V-League. Các trọng tài Việt Nam sẽ có cơ hội sử dụng công nghệ VAR bắt đầu từ V-League mùa giải 2023-2024 với kế hoạch đáng chú ý. Tin vui với bóng đá Việt Nam khi mà giải vô địch quốc gia V-League được công ty
Trách nhiệm hữu hạn truyền hình FPT Play mua bản quyền 4 năm liên tiếp với giá trị cao hơn 20 lần. Nguồn thu của việc bán bản quyền truyền hình sẽ giúp các câu lạc bộ, ban tổ chức giải có thêm tài chính để đầu tư cho bóng đá Việt Nam phát triển. Đặc biệt, tiền bản quyền truyền hình sẽ đóng vai trò quan trọng mở đường cho việc ứng dụng đưa công nghệ VAR về với Việt Nam. Ngược lại, khi mà công nghệ VAR xuất hiện, hình ảnh và uy tín của bóng đá Việt Nam và cụ thể là V-League sẽ tăng lên rất nhiều. Mới đây, VFF đã báo tin cực vui về VAR với người hâm mộ Việt Nam. Theo đó, tại buổi lễ ký kết hợp đồng bản quyền truyền hình V-League giữa VPF và FPT Play chiều ngày 1 tháng 11, ông Trần Anh Tú, Chủ tịch Hội đồng Quản trị VPF đã có những chia sẻ đáng chú ý về những nét mới của bóng đá Việt Nam từ năm 2022. Vị lãnh đạo này cho hay, 2023 sẽ là năm lịch sử khi mà lần đầu tiên chúng ta có hai mùa giải diễn ra trong vòng một năm. Kể từ mùa 2023-2024, V-League sẽ diễn ra theo lịch thi đấu khuyến khích của AFC. Những các giải đấu châu Âu từ nay đến lúc đó, thời gian rất gấp, chúng tôi sẽ làm việc với FPT và triển khai luôn. Nét mới nhất sẽ là VAR, chúng tôi đã được FIFA phê chuẩn kế hoạch. Sắp tới, VPF và VFF sẽ phối hợp để chuẩn bị, trong đó có cả công tác đào tạo trọng tài VAR. Chúng tôi sẽ thí điểm VAR trong năm 2023 luôn để các trọng tài làm quen. Hợp đồng với FPT chúng tôi giữ vững tin trong việc triển khai VAR này. Được biết, hợp đồng giữa VPF và FPT Play có quy định số lượng camera là 8 chiếc cho một trận. Điều này sẽ phục vụ tối đa công tác truyền hình trực tiếp các trận đấu tại V-League, cũng như hỗ trợ triển khai sử dụng công nghệ VAR tại các sân bóng Việt Nam. Như vậy, các trọng tài Việt Nam sẽ sớm được làm quen, từng bước vận dụng công nghệ VAR vào công tác điều khiển trận đấu. Điều này sẽ giúp cho các quy định của trọng tài trở nên minh bạch hơn, nhất là khi vấn đề trọng tài vẫn luôn nóng tại V-League. Tuyển Việt Nam phải quen dần với việc không có Quang Hải. Thông tin Quang Hải không tham dự AFF Cup 2022 được báo chí trong và ngoài nước quan tâm. Trang Vocket FC của Malaysia cho biết là Tổng thư ký Lê Hoài Anh đã thảo luận với câu lạc bộ Pau FC hôm thứ Bảy ngày 29 tháng 10, đồng thời xác nhận Quang Hải không được dự AFF Cup. VFF đã rất cố gắng đàm phán nhưng câu lạc bộ Pau FC có quyền không nhả Quang Hải cho giải đấu này, Vocket FC dẫn lời Lê Hoài Anh. Trang Vocket bình luận, đội tuyển Việt Nam giờ đây phải làm quen với việc không có Quang Hải, phải làm quen với việc thiếu đi ngôi sao thường là trung tâm trong lối chơi của toàn đội. Chỉ 2 tuần trước, Quang Hải tạo nên lịch sử cho bóng đá Việt Nam khi mà ngôi sao 25 tuổi trở thành người Việt Nam đầu tiên ghi bàn tại một giải đấu nhà nghề của bóng đá Pháp. Trong trận đấu giữa Pau FC gặp Rhodes, Vocket viết thêm, tờ báo của Malaysia chia sẻ là Quang Hải không chỉ bỏ lỡ cơ hội khoác áo đội tuyển nước mình mà còn bỏ lỡ cơ hội sát cánh lần cuối với huấn luyện viên Park tại AFF Cup. Vì huấn luyện viên người Hàn Quốc quyết định không gia hạn hợp đồng với đội tuyển Việt Nam sau AFF Cup năm nay. Vẫn là những dòng được viết trên trang Vocket FC, sau khi có thông tin Quang Hải chắc chắn không thể dự AFF Cup năm nay, các cổ động viên trên khắp Đông Nam Á đã lên tiếng. Một cổ động viên có tên là Nerli Khalid Almalone đến từ Indonesia nói, không có Chanathip, cũng không có Quang Hải, đây là thời điểm để Indonesia vô địch AFF Cup năm nay. Một cổ động viên khác đến từ xứ vạn đảo tên Khalid Azer có cùng quan điểm. Indonesia thật may mắn sau khi biết thông tin Quang Hải không dự AFF Cup. Trước đó khi cùng đội tuyển Việt Nam tham dự giải bóng đá Tam Hùng quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh cách đây ít tháng, ông Park Hang-seo nói, nếu Quang Hải không tham dự AFF Cup, đây sẽ là thiệt thòi rất lớn cho đội tuyển Việt Nam, vì Quang Hải là cầu thủ tấn công xuất sắc nhất mà bóng đá Việt Nam đang có. Dĩ nhiên, tôi vẫn sẽ tìm phương án thay thế Quang Hải, trong bất cứ tình huống nào cũng có phương án thay thế, nhưng không thể nói việc Quang Hải vắng mặt không tạo ra khó khăn cho toàn đội. Ông Park nói thêm,